bác ơi, các bác. Em ở trên nào, nào, đi, không có đâu. Chị. Em ở trên nào để cho xem. Em ở tận trên đỉnh đồi các bác ạ. Thì em ở trên đỉnh đồi và nó sủ inh ỏi. Em nghĩ là em nghĩ chắc là không có con gì đâu. Nhưng mà không ngờ là các bạn ấy đã sủa ra được một con rùa. Các bạn ạ, đây, đây một con rùa nhá. Đây một con rùa núi này các bạn. Đây, các bạn ơi, đây. Em cũng chẳng biết làm thế nào với con rùa này bây giờ. Tại vì là cái này là không phải em nhìn thấy, mà ba bạn này nhìn thấy. Ba bạn này sủa rất là nhiều, sủa rất là ác. Sủa sủa từ sáng tới giờ rồi. Em thấy cứ sủa inh ỏi cả. Em mới xuống em lấy thuốc ở trên kia. Em lấy thuốc ở trên kia kìa thì thế các bạn sủa ghê quá. Đấy, sủa để gọi chỉ chủ xuống đây. Đây, thế là các bạn đã tìm được bạn rùa này. Nếu mà đi vào rừng gặp rùa ấy thì nó với em thì nó không phải là may mắn đâu, nhưng mà cái này là không phải em gặp mà là các bạn hộ vệ của em tìm được các bác. Đấy, các bạn hộ vệ của em tìm được đấy các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Là không biết làm gì bây giờ. Nếu mà thả nó ra thì các bạn hộ vệ của em này sẽ không về. Và bản thân em làm thuốc em cũng chẳng dùng đến những con vật bao giờ. Em chẳng bao giờ dùng đến những con vật cả. Em chẳng bao giờ em dùng đến những con vật cả. Đấy. Nó thở phi phò như con rắn ấy. Bây giờ thì em sẽ tìm cách để thả bạn ấy vào rừng. Tìm cách để thả bạn ấy vào rừng. Tại vì là em không thích. Nào. Đấy, nó thò ra này. Em sẽ không bắt những con vật này. Bởi vì em chỉ chữa bệnh bằng những cây thuốc thôi. Và em cũng không bao giờ ăn thịt những con như thế này. Em cũng chẳng bán nó. Các bạn nhé, em cũng không bán nó đâu. Bởi vì cái này thì hiếm rồi. Để nó ở rừng á. Ở rừng để nó phát, để nó sinh tồn ra, để nó sống. Đấy, đây này các bạn, nó rất là dễ gần nhá, rất là dễ thương luôn các bạn. Đây dễ thương không các bạn, nó thò đầu ra này. Đấy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để cho ba bạn hộ vệ này phải đi trước, còn bây giờ em mà thả nó ra thì ba bạn hộ vệ này lại đuổi tiếp các bạn. Nên làm cách nào? Đấy, tí nữa thì em sẽ cầm đi một đoạn và lại thả ra. Ở trong cái rừng này thì các bạn yên tâm đi, ngoài em ra thì không có ai biết được đâu. À, nếu mà số nó đen quá thì nó sẽ gặp được những người khác, người ta sẽ bắt nó thôi. Cộc ơi. Cộc vẫn sợ. Còn sẽ không, ngoài em ra thì sẽ không ai bắt được đâu, và nó sẽ sinh tồn ở trong rừng. Bởi vì đây là một cái loại động vật khá hiếm rồi các bạn ạ. Đấy, đi rừng thì thấy thì các bạn đừng có bắt. Tại vì bắt nó bán cũng không được bao nhiêu tiền đâu. Tiền thì mình kiếm cả đời mà. Nhưng mà những cái con này mình bán đi là hết rồi, mang đi thì họ sẽ ăn thịt nó mất. Nào. Đấy, hăng lắm đây này. Hai bạn này thì không ấy này, đặc biệt bạn Ki này. Cảm ơn nhá. Cảm ơn các bạn đã tìm được một con rùa nhá. Nhưng mà không đâu, để cho nó sống với. Nào. Không được hư. Đấy, nó vồ vào đấy, nó định cô này cắn đi này. Bây giờ mới cắn đi này. Nó cứng rồi cắn đi. Đánh nó bây giờ đi ra. Đấy. Này các bạn. Tại vì là nó không có nữa đâu các bạn ơi. Đừng có ăn nó nhá. Các bạn bắt được nó thì các bạn đừng ăn nó. Gọi là một cái lộc để mình may mắn để mình gặp nó đi. Đấy, con như này nó cũng già tuổi lắm rồi đấy này các bạn. Đừng có bắt về, đừng có ăn nó. Bây giờ các bạn mang về các bạn với mục đích ăn nó thôi, đừng có ăn nó, hay thả nó đi. Và chắc chắn em sẽ thả nó đi, nhưng bây giờ em không biết thả kiểu gì. Nó đang ở đây rồi, thả kiểu gì ở đây, chắc chắn nó sẽ có một con đực nữa, bởi vì nó không sống một mình đâu. Cái loài rùa đây này, như thế thấy bạn Ki của em này. Một mắt thì hỏng rồi nhưng mà ghê gớm quá đấy này. Đấy các bạn. Đấy, cho các bạn xem cận cảnh con rùa, nó rất là hiền nhá. Nào cục. Nó rất là hiền nhé này. Đấy, em cầm thế mà chân nó vẫn nắm vào em này. Nó chắc là nó biết là em là cái người là không ăn thịt động vật hoang dã đấy các bạn. Em không ăn đâu, em không ăn thịt những con vật động vật hoang dã này đâu các bạn. Đây này các bạn. Thấy được nó thì thả nó đi. Làm phúc các bạn. Thả nó đi về với tự nhiên thôi nhá, rùa nhá. Mày gặp tao, tao thả mày về với rừng thôi nhá. Đấy, mày lấy may mắn cho tao nhá. Mày lấy may mắn cho tao nhá. Được chưa? Em rất là quý những con vật như thế này các bạn.